Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Những phát minh vĩ đại. Bài viết do Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã làm cho cả thế giới chao đảo và nhiều thay đổi. Qua đó, cả thế giới đã chứng kiến nhiều điều mà trong cuộc sống bình thường khó có thể nhận ra. Qua đại dịch, người ta có thể thấy một điều rất đơn giản, đó là khi mà cả thế giới đang trong hoặc là sau những cuộc chiến tranh nóng lạnh, hao tiền tốn của và lôi kéo sự quan tâm của cả thế giới, thì người ta quan tâm đến các loại vũ khí khác nhau, từ bom nguyên tử cho đến những hỏa tiễn, từ pháo tầm xa đến máy bay chiến lược, và tất cả đều được phô trương lên mặt báo nhằm răn đe, dọa nạt, khoe mẽ hoặc là tự trấn an. Tất cả mọi mánh khóe, mưu mẹo này đều được sử dụng và qua đó cho cả thế giới thấy được những siêu cường, những thế lực đỏ, đen trên thế giới có sức mạnh đến đâu. Và người ta cứ tưởng rằng chỉ những đất nước sử dụng những vũ khí hiện đại, khoa học và tiên tiến nhất có thể làm thay đổi thế giới. Người ta biết số lượng bom nguyên tử hiện nay có thể xóa sổ thế giới trong phút chốc. Người ta cũng biết thế giới có hỏa tiễn hành trình, có thể giết chết đối phương ngay trong phòng ngủ chỉ với một phát bắn từ xa. Hoặc là có những thứ vũ khí có thể hủy diệt hàng trăm ngàn người một lúc. Tuy nhiên tất cả những điều đó ít khi thấy tác dụng thực sự của nó trên thực tế. Ngoài trừ hai quả bom nguyên tử đã thả xuống Nhật Bản vào năm 1945, mà cho đến nay thì dù đã hơn 80 năm qua, thì dân loại vẫn còn run sợ khi mà nghĩ tới. Thế nhưng hai quả bom kia cũng chỉ giết chết khoảng 210.000 người khi đó và sau này. Trong khi đó thì một loại virus hết sức là nhỏ bé, nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể cảm nhận bằng tay, không như là hỏa tiễn hay là bom nguyên tử, và cũng chẳng ồn ào tuyên bố, thì đến nay chỉ sau khoảng 20 tháng xuất hiện thì nó đã làm thế giới tiêu hao đến gần 5 triệu người. Đại dịch do Covid-19 gây ra không chỉ làm cho gần 300 triệu người nhiễm bệnh lao đao trước cửa tử, mà cả thế giới mấy tỷ người phải lo lắng, phải hoảng sợ. Không chỉ làm cho nơi xuất phát ra nó, đó là Vũ Hán, phải khốn đốn chống chọi, mà cả thế giới, mọi quốc gia đã phải gồng mình để chống đỡ. Riêng tại Việt Nam, đại dịch do Covid-19 đã tạo nên một cảnh tượng đầy đủ cả mọi trạng thái con người và xã hội, hỉ nộ ái ố đủ cả. Ở đó, người ta thấy cảnh vui mừng, tự sướng của nhà cầm quyền giai đoạn cứ tưởng mình dẫn thế giới về chống dịch. Những lời tuyên bố hào sảng, ráo hoảnh làm giật mình cả thế giới của quan chức Việt Nam. Người ta cũng thấy những sự phẫn nộ đến tột cùng khi mà lãnh đạo lo tự hào, tự ca ngợi mình và quên mất trách nhiệm của mình là lo cho dân chúng, để rồi đến khi đại dịch bùng phát thì nhà cầm quyền chỉ có thể làm được một nghề truyền thống, đó là đi xin viện trợ mà theo ngôn ngữ của nhà nước Cộng sản là ngoại giao vaccine. Còn nói theo ngôn ngữ dân gian dễ hiểu hơn, đó là ngoại giao vác rá đi xin. Người ta cũng thấy thật ấm lòng, thật xúc động và đầy ân tình với những tấm lòng của người dân với nhau trong đại dịch qua những việc làm, những suy nghĩ và hành động tương trợ. Và người dân cũng hết sức phẫn uất với những chiêu trò hèn hạ của nhà cầm quyền khi mà đối phó với lại người dân bằng mưu đồ, kế hèn và bạo lực. Không chỉ bằng việc ra các quy định gọi là chỉ thị nọ, chỉ thị kia để biến cả đất nước thành một trại tù khổng lồ, biến cả một thành phố chục triệu dân thành một trại tù trá hình, mà ở đó cảnh sát, quân đội vũ trang nhằm trấn áp và đề phòng sự phẫn nộ của người dân. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam đã không hề ra bất cứ một quyết định chuyển trạng thái xã hội thành tình trạng khẩn cấp hoặc là dịch bệnh hay là một trạng thái tương tự có thể tước bỏ quyền con người của công dân theo luật định. Chỉ bằng một vài quyết định của đảng thì cả xã hội đã bị trang dắt bằng các chỉ thị của đảng. Và sở dĩ nhà cầm quyền không tuyên bố chuyển đổi trạng thái xã hội bởi một điều đơn giản là họ không muốn chịu trách nhiệm khi mà ban bố tình trạng ấy, để họ vẫn cứ thu từng cắt thuế, từng đồng tiền của người dân như là bình thường, mặc dù công an, quân đội canh giữ người dân 24/24 và phạt tiền, bắt bớ cùng nhiều thủ đoạn khác. Và thời gian qua, người dân lại tá hỏa khi phát giác ra rằng, ngay cả trong đại dịch thì quan chức Cộng sản vẫn sáng tạo và phát hiện rất nhanh tiềm năng của người dân Việt Nam. Tiềm năng của người Việt Nam được nhà cầm quyền phát hiện không chỉ ở sức chịu đựng, chịu đói, chịu khổ, dẻo dai. Sự nhẫn nhịn đến tận cùng mà còn là những nơi có thể khai thác ra tiền của. Nếu như trước đây, quan chức Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần mắc nõm, nhòm ngó và nói rằng vẫn còn khoảng 500 tấn vàng trong dân chúng chưa nộp cho họ. Và nhiều quan chức, nhiều cơ quan đã hiến kế cho đảng cấp một số tiền đó ra
cho đảng mặc sức tiêu. Thì nay, họ đã biến ý tưởng đó thành một hành động cụ thể qua đại dịch. Những gói cứu trợ người dân chỉ nhận được trên TV hay là những cách xà xẻo, bớt xén từ hàng cứu trợ cho đến ghi khống cho người dân được mạng xã hội đưa lên, chỉ là một phần nhỏ của tảng băng đang chìm sâu dưới nhiều lớp cơ quan và đoàn thể. Và khi mà cả một hệ thống chống dịch bằng nhiều chiến dịch, nhiều phong trào như là cách ly, giãn cách, phong tỏa, cho đến điều trị, xét nghiệm, huy động người và của bất cứ khi nào, không theo cơ quan chuyên môn mà theo cấp ủy, thì tiền của người dân được sử dụng như là đốt lá rừng. Chẳng hạn, mới đây, người ta thấy nhà nước hô hào bằng mọi cách xét nghiệm ở các thành phố, thị xã lớn nhất cả nước. Và không chỉ người ở vùng nghi bị nhiễm bệnh, mà là tất cả mọi người. Không chỉ xét nghiệm một lần, mà nhiều lần, liên tục. Người ta nhiệt tình đến mức chặn bắt tất cả ai chưa đi, thì phá cửa, cắt khóa vào nhà lôi đi xét nghiệm bằng được. Và tất cả để truy tìm virus lẫn trốn trong nhân dân. Và kết quả là mỗi một bệnh nhân được tìm thấy thì đã tiêu tốn 34 tỷ đồng, gần 1,5 triệu đô la tiền dân. Để rồi, hôm sau lại liên tiếp xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, lại xét nghiệm tiếp. Và cuối cùng thì mới đây, người ta phát hiện ra rằng giá của một bộ kit để mà xét nghiệm kia được mua từ nước ngoài về với giá gấp đến 15 lần giá thực tế của nó. Và những tập đoàn nước ngoài chào giá rẻ gấp nhiều lần tại Việt Nam, thì nhà nước đã không mua mà chỉ mua với giá thật cao mà thôi. Người ta tính rằng chỉ riêng một đợt mua 100 triệu kit test thì số tiền chênh lệch đã là gần vài chục ngàn tỷ đồng. Người bình thường sẽ thấy lạ, bởi cách đây hơn 18 tháng, tờ báo Nhân dân của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố là Việt Nam sản xuất được kit test COVID tốt và giá rẻ nhất thế giới, đã có hơn 20 quốc gia đặt hàng của Việt Nam. Như vậy thì tại sao không dùng test nội địa đã sản xuất lại đi mua của nước ngoài? Và tại sao không mua giá rẻ lại mua giá cao gấp nhiều lần? Phải chăng là một sự ngược đời? Nhưng điều đó không hề ngược đời, không hề lạ tại Việt Nam. Bởi vì nếu ở trên thế giới người ta mua với giá rẻ thì người dân hưởng lợi. Còn ở tại Việt Nam, mua với giá rất đắt thì nhà nước và quan chức hưởng lợi. Bởi vì trên thế giới, nhà nước không là của dân. Còn ở Việt Nam, nhà nước đã tự xưng là của dân, do dân và vì dân. Cho nên mới thế. Bởi trên thế giới, có ít đất nước nào có chế độ chính trị độc tài. Còn ở Việt Nam thì vẫn còn đảng lãnh đạo tuyệt đối, tài tình và sáng suốt. Thế cho nên, nếu như ở Trung Đông, ở các quốc gia dầu mỏ, muốn có tiền phải khai thác dầu sâu đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét, thì ở tại Việt Nam, chỉ cần chặn người dân, chọc mũi người dân chỉ có sâu mấy cm là có và thậm chí rất nhiều tiền. Và đó là một trong những sáng kiến vĩ đại, những phát minh lớn lao, độc đáo và hiếm có của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Những phát minh vĩ đại, bài viết do Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.